vô ta giỏi chờ nè quý vị. Đây bây giờ người ta vô ta giỏi chồi nghe quý vị. Đây. Kiểm kê tài sản đem cái này ra ngoài quý vị. Đây là anh em cập nhật cái hiện trường nha. Đó. À vô trong đây. Vô trong đây đãi nè quý vị ơi. Người ta lấy cái đồ những cái gì ở giá trị là đã đem đi hết nha quý vị. Đây. Đây là những gì mà còn sót lại đây. Người ta lã lục, người ta lấy hết tất cả giấy tờ hồi nãy ba sổ sách để đây nè. Rồi lấy hết luôn nè. Đó. Lấy hết giấy tờ trong đây. Là bé bên cơ quan người ta đã lấy hết rồi quý vị. Trong đây cũng lấy hết sạch trơn. Vô đây. Tất nguyên cho bé. Cho chị kỷ niệm của anh lại hồi sáng mua cho chị nè. Kỷ niệm của dài. Nãy giờ bên ủa rồi mấy con búp bê đâu vậy? Lấy hết rồi. Mấy cái nào quan trọng. Sổ sách đã lấy hết đó thấy không? Sổ sách rồi kia. Nè, đồ đạc ở đây hồi nãy tủ rất nhiều giờ lấy hết. Nãy giờ lấy những gì còn mới á quý vị. Lấy còn cái gì đồ cái gì giá trị á. Nghĩ lại cái đó là để cầm lên chảnh. Đúng rồi, đó là không phải là trả nhưng mà giữ lại đó. Khi nào niêm phong lại khi nào lại khỏe rồi đó. Ta cùng chiếc xe máy lấy luôn. Không phải lấy luôn mà niêm phong. Cô ơi, thì cô là người khán giả mà ngày nay á anh em con chia sẻ thì có rất là nhiều. Không, cô hỏi cái không phải từ cô đứng đây tại vì anh khán giả nói là anh em con từ khán giả nói anh em con là dàn dựng là đưa ông lão đi đâu thật sự là có cơ quan bắt đúng không cô? Đúng cô chia sẻ rồi, đưa đi đặng giải thoát cho nhỏ kia rồi đứng dạ. Gì đi đâu cô trời thấy vui mừng khi được hai mẹ con thiếu nữ được giải cứu không? Giải cứu rồi, cảm ơn cô. Đó là những người hàng xóm đến đây để mà chứng kiến nha quý vị chứ không phải anh em Nam là diện tích câu view nha. Đó. Bây giờ cô làm gà ăn mừng là đãi cho anh em tụi con luôn phải không? Cô có gọi cô vừa rồi em về cô làm cái cũng như là ăn mừng là giải cứu thành công. Đó hổng chưa có trời ủ gì đó. Có cái trời đó ở đó rồi mới mới đầu vô là ở vậy thôi chứ gì. Rồi sau này mới cắt cho cái chòi này ha. Cô có một quầy dừa này cô lấy về ăn đi để làm gì? Chứ ổng tụi con sợ lắm. Cái chỗ đó đi đại tiện đó cô. Chỗ đó là cái dạ đúng rồi. Gì vậy? Anh Lợi ơi, anh đừng có về nha. Ông lão xiên xích ơi. Ăn gì? Nước cái nè luôn. Chảy nước luôn. Ở vô lắm. Tưởng đâu ở đồ. Chưa thấy nữa. Đồ này là nói chung như đồ mới không đó, còn tem không à. Đồ mới không à, như là trong cái vỏ đó. Sáng mới mua mấy triệu á. Dài mới của ổng luôn nữa nè. Đâu. Nè. Dài mới còn. Điện thoại của ai? Điện thoại của ông lão. Cô hàng xóm có cảm nghĩ. Ông lão xin xích ở đây có làm phiền hè gì hàng xóm không cô lão? Cô hàng xóm. Gì không? Là như thế nào? Cô nói đi, có sao cô nói vậy đi. Có gì đâu. Không có gì đâu hết hả? Bữa nay kết thúc rồi. Còn đó là bà hàng xóm nè. Bà hàng xóm bữa bức xúc quá trời luôn. Đúng rồi, bà hàng xóm vui không bà? Vui, hôm nay vui lắm. Hôm nay là hai mẹ con được giải thoát về gia đình rồi nha. Còn ông kia là đi chữa bệnh nè. Đi chữa bệnh luôn hả chị? Chữa bệnh quan tượng. Và bây giờ ở đây là cũng chia sẻ với quý vị khán giả luôn là anh em Nam cũng đã nhận được thông tin phía bên gia đình của chị Thiền. Thì chị bên phía chị gái em gái có chia sẻ với lại anh em ở đây là chị về chị nói tiếng Việt được vài tiếng rồi và cũng như là nhớ hết tất cả anh em trong gia đình luôn đó. Và còn bây giờ thì cái tình hình mà phục hồi như thế nào thì để mà ít bữa nữa có thời gian. Đúng rồi, đúng thì rồi. Anh em sẽ đến để mà gia đình tiếp chuyện là gặp coi như thế nào. Nói chung là mình nhiều lúc mình cũng thấy thương. Dạ. Nhưng mà sống theo cái cuộc sống mà như sống với cái ông này cả đời thì tội cho hai mẹ con quá hay không? Dạ. Nên bây giờ là mình phải tách ra. Bây giờ hai mẹ con người ta còn cái tương lai rất dài. Chị này chị đẹp đúng không? Dạ. Sang với chồng chị đẹp mà chị giỏi nữa. Nói thiệt cái thời gian là chị mạnh khỏe lại rồi cho con chị đi học. Nó chỉ làm lại tương lai, làm lại cuộc đời đúng không? Dạ. Chứ bây giờ mình tội nghiệp, ổng cũng tội nghiệp đó. Nhưng mà thật sự là cái cuộc sống của ổng gì không ai ở được, cũng không ai chấp nhận được trên xã hội này.
Nhưng mà ông còn cưng vợ thiệt luôn đó. Ông cưng thì không có cưng, dạ. Nhưng mà có lúc ông cũng rất là, nói chung là ông này là cũng có máu ghen đúng không? Đúng rồi, ghen, ừ. Phải ghen. Nhưng mà cái vấn đề, cái vấn đề vợ chồng không sao, nhưng mà con bé bị đầu độc là không có được. Đúng. Với lại là cũng mừng cho thiên thần bé Vi bữa nay cũng được đi về. Nói chung á là ai cũng quan tâm con bé nhiều nhất, dạ. Đúng không? Tại vì nó không có biết cái gì đâu, nó mới có 5 tuổi mà em nghĩ đi làm sao nó biết được cái gì. Bây giờ mình dạy nó sao thì nó học theo vậy thôi. Bây giờ em ra em cho nó đi học trường đời, bây giờ người ta dạy nó vài tháng là nó sẽ lại giống nó như gọi tụi em là thằng hết rồi, ba nó dạy vậy mà. Ủa như là theo cái chị hàng xóm á, như là khi là một người bạn đã đi rồi, như là chị hàng xóm có buồn hay vui? Nói chung là một phần là cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà một phần là mình mừng nhiều hơn. Đó là mình mừng cho hai mẹ con, hiểu không? Có một cái tương lai sau này sống cuộc sống tốt hơn nữa. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ mình nói chẳng hạn như mình nói mình tội nghiệp ổng đi, rồi mình không giúp đỡ mà để hai mẹ con sống với ổng cả đời vậy đâu có sống được. Mà tôi nói chung là không có ai để cho hai mẹ con sống với ông này cả đời được. Rồi với chị hàng xóm cho em hỏi câu này nữa. Như là ví dụ bây giờ nếu mà ông lão đi, chị bệnh xong đó, thì như là chị có mong muốn là ông lão và người vợ với người con đã đoàn tụ không? Không. Nếu mà ông này á, ổng theo mình ngựa biết á, theo mình biết là ông này ổng không phải khùng điên gì đâu. Tại vì ổng học theo cái đạo đó đó. Ông lúc nào ổng cũng quan tưởng ổng là ông là ông trời ông chúa thôi. Là cái đạo ù ù hả? Từ đó là ổng là ông trời ông chúa đó, bây giờ là ổng bắt tất cả là ai cũng phục tùng ổng hết. Đó, nhưng là nói là cái bà vợ này nè, là đừng có nói bà khùng bà điên hay là bà bị gì, không có bị gì đâu. Là chị này chị biết hết. Nhưng mà tại vì chị bị ông này ổng khống chế thôi. Bị tại não hả? Ừ. Nói chung là cái cách nói chuyện chị cũng phải nhìn ổng. Ai cho chị cái gì chị phải nhìn ổng nữa. Đúng không? Ổng đồng ý chị, ổng chị mới được nhận chứ còn nhưng mà nhận ổng cũng nhận chứ chị không có được lấy luôn nữa. Đó. Dạ. Em theo như em cũng nhận xét giống chị vậy đó. Giống như là cái bà vợ của ổng là đang bị khống chế á chị. Đúng rồi. Nói chung là bây giờ cộng đồng mạng cũng đừng nên là bây giờ đừng có nên chửi mấy anh quay YouTube này. Chẳng hạn như là cái cuộc sống á, không nhờ mấy anh này làm sao mà người ta biết chị Hiền này được như vậy đúng không? Dạ. Yeah. Làm sao mà biết hai mẹ con chỉ bị cái ông này làm như vậy rồi cuộc sống như thế này không, hồi đó tới giờ ha, chưa có thấy ai mình sống cái cuộc sống mà nó dơ bẩn nó hôi thối cỡ này luôn. Nói giờ không bệnh rồi sống với tưởng bệnh đúng không? Đúng rồi. Như là theo chị hàng xóm, như là đôi lúc á, chị có qua tới đây hôm nay là chị qua chị thấy cảnh tượng như ngày hôm nay là đột nhập vô căn phòng bí ẩn của ông lão, thì như là theo chị nghĩ là chị thấy như thế nào? Nói chung á, nếu mà có ông lão ở nhà ha, mà có chị ở đây ha, đố ai mở được cái miếng màn mà bước vô đó đúng không? Và khán giả thì bình luận là nói là anh em YouTube ở đây dựng chuyện lên để câu like câu view, thì theo chị nghĩ sao? Không phải nha, tại vì nhiều người ta cũng giống như là bây giờ lúc đầu tiên, dạ, người ta thấy mình quay ông lão nó xàm nó khùng đi, dạ. Cái bây giờ cái tự nhiên cái hôm nay là người ta nói mình nói là đã giải thoát hai mẹ con rồi đúng không? Dạ. Ông lão được đưa đi chữa bệnh thì người ta nói mình là câu like câu view thôi. Nhưng mà ở đây á, tôi đính chính là đây là sự thật nha. Hôm nay là ngày cuối cùng là hai mẹ con được về với gia đình đón về để chăm sóc chữa bệnh. Còn cái ông lão này là đưa giống như cho ông đi về trời á, không? Không thì nói chung ra là cái chị hàng xóm này thì từ sáng giờ chỉ là nhiều chuyện hả? Mà chị đi chị không cà tưng cảm giác của chị sao tôi không biết luôn á. Túc trực ở đây luôn, túc trực luôn. Không, bà tám chị nhiều chuyện ở đây là được bao nhiêu ngày rồi vậy? Cũng nửa tháng rồi. Nói chung là cũng lâu lâu rồi đó. Chị hàng xóm hồi trưa chị có thấy là người ta khiêng chị giờ ra. Bà trời hả? Thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp. Là thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp ra. Nhiều lúc là chị cũng nhớ gia đình của chị đó. Nhưng mà có cái ông này là ông khống chế nên chị chẳng hạn như chị không phải chị nói tiếng đó đâu, chị cứ nói tiếng mình bình thường, nhưng mà ông này ông không có cho chị nói, phải không? Nhưng mà cái bà này là bà cứng sợ nè, bà cứng sợ. Đúng là rồi, chẳng hạn sợ. Như bà không hiểu là ông này đi rồi sẽ trở lại, phải không? Đó, nhưng mà gia đình đến đưa về thì kiểu như là chỉ đầu óc chị cũng kiểu không còn minh mẫn lắm đó. Ừ, giống như kiểu như giống cái người mà người ta gọi là người mà ông lên bà xuống vậy đó, dạng gì đó đúng không? Đúng rồi, ông lên bà xuống. Ừ, đó đấy, kiểu chứ phần ổng bị tổ huy nhập ma sao? Ừ. Nhưng mà em thấy ổng đầu độc bả bằng cách nào hay, rất là hay nha. Bả quên tiếng mẹ đẻ bả luôn. Nhưng mà khi mà thoát khỏi ổng á, thì cái người em gái á, nó có nhắn tin cho em nói là bây giờ nói được tiếng Việt chút chút rồi. Không phải là quên đâu em, mà tại vì sống với ông này nè, là ổng khống chế bả. Dạ. Em hiểu không? Dạ. Tại bây giờ bả không có biết là dòng họ của bả ở đâu. Đó là bây giờ người nhà không lên tiếng, bả cũng không có dám đúng không? Bây giờ chỉ có mấy anh em thôi, thì bả cũng đâu phải là bà con dòng họ gì đâu mà bả dám lên tiếng đúng không? Nhưng khi bả cũng muốn nhờ đó, nhưng mà bả không dám nhờ.
là do cái ông này khống chế bà này quá đúng không? Dạ. Em chị để ý nha. Chị để ý. Thì hiện tại là ngày hôm nay thì xong rồi quý vị ơi. Đây. Chính thức là đã được bốc đi rồi. Nên là người nhà của chị thiếu nữ đã được giải cứu. Đó. Nên là sáng ngày hôm sáng thì mong rằng là cho gia đình xuống chở. Đúng rồi. Bé và mẹ về thì bây giờ xong rồi, còn ông lão là sẽ đưa đi. Nên là khi hồi nãy cơ quan chức năng đến thì để mà gia đình nữa thì nên là anh em không được quay hình, nên là ngày hôm nay thì chính thức đã được. Bây giờ vô được mà. Đúng rồi, anh em mình vô thử đi. Bây giờ Nam. Thì anh em mình sẽ đi vào bên trong. Bịt miệng lại coi. Bịt miệng lại. Ôi. Nam thương vong hả? Ừ. Đây. Có cuốn sổ không còn không? Cuốn sổ bị đen không còn không? Đây bây giờ là anh em mình vô đây chịu hết nổi rồi cô chú ơi. Chịu nổi đâu, chịu nổi. Thôi quá trời thôi rồi. Thì là tất cả ở bên trong là cái gì anh em bây giờ là đã đột nhập vô trong luôn rồi. Đúng rồi, nhưng mà là cũng có cô chú nói với mình đó là bây giờ là vô giải cứu bé với thì ngày hôm nay sáng sớm là đã làm xong rồi. Ông lão đi mua cho vậy nè, thì bữa cuối cùng luôn nghe quý vị. Ngày hôm nay cũng như là chia tay là hồi sáng nướng ca nướng. Đúng rồi, ăn là chia tay đó. Đó đã thôi quá hả. Thì cái phía bên gia đình người nhà đã đến đây thì cũng như là chị em dòng họ rất là có điều kiện nha quý vị. Đó. Và cũng như là đến đây thì hồi sáng có cơ quan vô anh em không thể nào chia sẻ. Và bây giờ thì được sự cho phép bên chú cơ quan cũng như là anh em cập nhật bữa cuối cùng để cho quý vị khán giả xem được cái tin tức là rất là nóng anh em khi bữa nào để mà liên tục chia sẻ để cái câu chuyện này nhờ chính quyền vào cuộc. Đó. Ôi trời ơi, vô đây tội trời luôn rồi. Tại hôm nay em tính dùng ấy ngải em giã tỏi em sợ. Trời ơi, nhà cửa nè. Không đem gì hết luôn hả? Không đem gì hết luôn. Gì mà đem được. Đây chính thức là còn nguyên luôn nghe quý vị. Công an sẽ đến liên thông cái này. Đồ đạc. Nói chung là dọn gỡ bỏ hết luôn. Gỡ bỏ hết luôn. Trời ơi, thôi quá quý vị ơi. Qua trời chịu khách tẩu thôi. Đó, đây tôi quay sơ cho quý vị khán giả thì nói chung là anh em mình là mong muốn chạy. À đây, bữa giờ con bé nó nói cái đầu tượng là đây nè quý vị đây. Đây là một cái vị giống như là một cái một vị thần nào hay là cha gì đó. Đó. Còn xe đó của con bé không? Bé đồ lại hết luôn. Hôm nay là cũng chúc mừng chị Hiền và bé Vi. Đúng rồi. Đã được người nhà xuống đã đón về. Còn ông Lợi này thì không biết là khi nào người nhà đến để đón ông thì không biết. Đưa đi vô bệnh viện qua luôn. Đưa đi vô bệnh viện rồi, vô chạy rồi. Đây là ông là quý vị vừa nói vừa bình tĩnh luôn, thôi lắm. Quá trời chịu hết nổi của chú Quỳnh. Nè, Nam, đúng rồi, Thanh nè, uống đi Nam. Nè, cảm ơn anh. Đây còn sữa rất là nhiều nè. Đó. Thì vừa đồ sáng mới mua nè. Thì rất là nhiều cơ quan ập vào nên là khi lúc đó anh em không được chia sẻ. Và cũng như là được cho phép thì anh em đến đây cập nhật bữa cuối cùng thông tin. Đi khoảng đông ấy nhờ. Đúng rồi, phía bên chị em không là đâu 3-4 chiếc xe hơi. Phải 3-40 người đó em. Đúng rồi, với lại là khi mà của chị Hiền này á, rất là có điều kiện, rất là giàu. Đúng rồi, rất là giàu. Và thì khi mà ngày hôm nay nói chung là cũng có còn nhiều cái tình tiết là gọi là phía sau đó nữa mà anh em chế không được cập nhật mà mình phải nói cho cô gì chú bác anh mình ra ghế ngồi đi. Dạ. Em còn cái điện thoại nó không, điện cho anh Khang đi, điện cho anh Khang. Ra đây. Giải thích cho cô gì thì chú bác biết là anh em mình là không quay cái cảnh lực lượng chức năng dẫn nhà ông lão đi thì mọi người cũng phải hiểu là mình làm gì thì làm, cũng phải thượng tôn pháp luật đúng không? Dạ đúng rồi. Thì trước khi các anh chị đến đã nói với bọn em là không được quay. Trong lúc các anh chị làm việc thì mình vẫn giữ mình nghe lời họ. Mình tại vì mình là một công dân Việt Nam. Dạ, đúng mình rồi. Phải thượng tôn pháp luật. Thì xong xuôi hết khi mà đã đưa ông Lợi lên trên phường và gia đình đã đón chị Hiền về thì các anh chị mình hỏi thì cũng đã cho phép anh em mình đến cái chòi này. Dạ. Quay lại cái cảnh mới nhất cho bà con cô bác xem, những cái tin tức mới nhất cho bà con cô bác xem đây. Nhưng mà cái điều đặc biệt hôm nay mà tất cả, nói chung là tất cả anh em YouTube ở đây bữa giờ đến đây chia sẻ thì điều anh em mình rất là vui nhất là cái mong muốn từ anh em mình và tất cả các người khán giả ở đây là theo dõi anh em mình bữa giờ thì
mong muốn là tìm được người nhà, tìm được người nhà và giải cứu chị Huyền. Cái niềm vui mà lớn nhất là từ tất cả anh em YouTube bữa túc trực ở đây chia sẻ thì bữa nay là rất là vui, là nói chung là dở hòa luôn. Dạ đúng, dở hòa. Thì hôm nay anh em mình cũng được lời cảm ơn của các anh ở trên đó, thì nói là cơ quan chức năng cũng rất là cảm ơn. Cảm ơn cái nhóm của anh em bọn mình đã đưa được những cái tin tức để cho mọi người biết sớm hơn. Dạ. Đó. Và cái nói chung là cái chuyện này là phải cần xử lý chứ không phải để như vậy được. Nên là nhiều khi là nhiều cô chú anh chị khán giả mà không biết thì nói là tại sao không? Tội nghiệp gia đình họ, họ cũng là gia đình, nhưng mà cái này là phía bên người nhà ngày hôm nay đã làm việc âm thầm rồi, chứ không phải là muốn tuyên truyền lên nên ngày hôm nay thì anh em mới chính thức là nhận được cái thông báo. Nhưng mà người ta muốn làm việc thì cũng phải từng qua từng phải cái giai đoạn quy trình một, không phải hợp lại đúng rồi. Ta mới vô chứ. Hôm nãy là người nhà của chị Hiền đi một xe và hai xe luôn, hai ba xe luôn. Ừ. Và chị Hiền với bé gái là hình như được về nhà đó. Được về nhà rồi. Còn ông lão là đi chắc bệnh viện Biên Hòa quá. Tại vì hồi nãy em có nghe một cái anh bên cán bộ nói là bây giờ cái bên gia đình của chị Hiền á rất là giàu và có điều kiện, gia đình ta có điều kiện chứ không phải là bỏ bê chị Hiền. Đó nên là không biết là còn nhưng cái lúc đó là không có cách nào để giải thoát được đúng không? Đúng rồi, với lại là cũng không có biết tin tức từ đâu. Nhờ là anh em mình chia sẻ lên thì gia đình mới biết được thôi chứ trước giờ không biết. Bây giờ căn chòi bây giờ cũng hoang tàn rồi. Cái cho mọi người xem là cái xe của ông lão hay để ở đây này, ta chạy về luôn rồi. Dạ. Phía bên xã người ta cũng chạy về luôn rồi. Đồ đạc vẫn còn. Vừa chưa kịp uống hai cái à. Còn nguyên một thùng sữa luôn á. Còn hơn là ông ăn no đó quý vị ơi. Ông tí xíu người ta sẽ xuống, người ta sẽ không tin là ta dỡ cái chòi luôn. Dạ đúng rồi, tháo chòi này bỏ luôn. Không dỡ để vậy. Nãy em có hỏi rồi. Anh bảo cái chòi vấn đề. Đồ đạc người ta sẽ đem về xã người ta để đó. Cái đồ đạc thì mình biết, nhưng mà nãy có hỏi là cái chòi có dỡ không để cho bọn em quay, thì anh bảo không, bây giờ muốn quay không có dỡ thì hết. Bây giờ là đây là sữa sùng đồ vẫn còn nha, mì cũng vẫn còn luôn. Rồi trong đây thì anh em là xong rồi đó. Không dám vô nữa, anh em mình sợ là có cái gì anh bị giảm trong đây. Anh đi mua một con cá lóc mà rồi ông đi luôn vậy, đi luôn đi xe luôn. Cái này anh cũng không biết luôn, như là vô tình thôi. Hồi sáng em cũng nói rồi, em có nói là ổng cởi cá lóc luôn về trời đó. Như là ổng ăn cá lóc luôn về trời thì anh đâu biết là ăn cá lóc về trời đâu. Thì hy vọng là cho ổng về trời sớm để cho vợ con á được về đồng tụ tỉnh táo lại. Anh mua cái ghê còn dướng cái gai lại được. Anh ấy đi luôn rồi. Thì hôm nay là ông về trời đó. Ông về trời rồi thì hồi nãy ông bước lên xe thấy ông ít có phản ứng gì lắm nha. Không, tại vì cái bữa đó là cơ quan chức năng đã mời nói chuyện rồi. Thì như là hy vọng là cái này thì anh em đăng tải một cái clip này lên để là để cho hổm gài cô chú đang mong chờ mong đợi là nhờ anh em mình đúng rồi giải cứu bé đó. Thì như là anh em mình đã giải cứu sao, như là không phải là mình giải cứu mà như là cũng có nói chung mình có đưa, mình đưa cái thông tin lên thì mọi người lên phía bên gia đình người ta đúng biết rồi, người ta biết người ta đến đây giải cứu rồi, đúng rồi, cơ quan chức năng người ta làm việc tại cơ quan chức năng cũng phải dựa trên người nhà nữa. Đúng là đưa một người đi phải có cấp trên ký tên rồi ta mới phải người ta phải có một cái giai đoạn quy trình rõ ràng. Đúng rồi, với lại là bữa giờ thì người nhà cũng đã làm việc xong nhưng mà tại vì không có thể chia sẻ động gãi đây là bức dây động gừng đó nên người ta cũng phải lão không à. Dạ ông dắt vợ dắt con đi ông chuồn đi là lúc đó là dấu vết mất nữa, anh em phải làm lại từ đầu. Cái mình thì mình đã biết lâu rồi, nhưng mà mình tới giờ phút cuối mình mới chia sẻ mọi người biết thôi. Giống hồi sáng mình cũng vô bình thường giống như không biết gì. Cái là trường hợp này là nói là không biết gì luôn. Thì nói chung là có nhiều khán giả bình luận trên kênh á, lúc đầu không hiểu anh em mình nói giật tích câu view nhưng mà thật sự anh em mình đã chia sẻ những cái thông tin đó là chính xác. Cái gì tốt đẹp để dành cho là chị Hiền và bé, cho anh Lợi luôn. Tại vì nếu mà bây giờ ổng tâm thần thì phải cho ổng đi trị bệnh. Trị bệnh sau này nếu mà như là cái tánh của ổng á, nếu mà trở lại cái người bình thường thì ổng muốn là sống như vậy với con, thì có thể là ảnh đến nói chuyện với gia đình chị Hiền thì có thể là gia đình sẽ chấp nhận là để cho ổng làm một chàng rể thôi. Còn tại vì do ổng bệnh quá nên là ổng cũng như là đôi lúc đến đây ổng rất là thương vợ nha, mà thật sự ra nếu mà không biết là cái tác động gì mà đôi lúc mà ổng cọc lên đó không xu ổng là tạt nước vợ ổng tùm lum tà la nha. Anh em mình vô cũng vậy, cũng tạt nước anh em mình tùm lum tà la luôn. Đôi lúc đó mình nhiều khi cái tinh thần người ta căng thẳng, người ta không có kiểm soát được đúng rồi. Dạ. Mình cũng thông cảm. Đúng rồi. Nhưng mà khán giả cũng thông cảm là vì lý do là mình muốn tốt cho đứa bé. Đúng tại rồi. Vì nó là tờ giấy trắng. Đúng rồi. Dạ. Nhồi nhét vô đầu nó cái gì thì, là nó sẽ nói cái đó. Em thấy cái bữa nay là bé Vi là em thấy như là có một cái biểu hiện lạ không? Như là khi anh em mình đến là em thấy không? Như là thấy ba đi hốt mấy cái lá để nướng cá, bé cũng đi lấy ấy củi luôn. Bữa nay là như là cái tình thương của một người con dành cho một người cha mình là cũng có một cái điều gì đó là em
MV nó biết được là ông Xu nó sẽ hỗ trợ cha, chứ thường thường anh em tới chạy giỡn không đúng không, bữa nay là đi gom củi là nhiều lắm á. Nhưng mà hôm nay em thấy Vi là nói chuyện giao tiếp với mọi người rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là kiểu như ngày xưa mà vô cái là ba chốn cho nói thì nói, ba không cho nói thì không nói. Đúng rồi, bây giờ vô là nói lưu lót luôn. Nhưng là nói chung ra thì anh em mình hổm gài ở đây thì mình cũng gần gũi bé, như là anh em cũng là thấy như là ngày mai đây anh em mình không được gặp bé nữa, anh em mình thấy cảm thấy buồn lắm. Tại vì mình đến đây chủ yếu là không phải vì ông lão mà vì con bé thôi. Như là anh em thì hổm gài, như là anh em mình cũng muốn mua đồ để cầm đến, là như là anh em đi quay đây thì nói chung ra là tiền thì nó đâu có được nhiều đâu, mà ông đầu vô đây mua là phải mua 4 phần, còn không 4 phần là không nhận. Cái bữa đó anh em nhớ không, anh mua hộp cơm đến ông đầu đạp bỏ luôn á. Như anh Quy nãy nói là đến đây buồn gặp không gặp bé, nhưng mà cái nỗi buồn đó nhân đôi cái niềm vui gì được bé được đoàn tụ với gia đình và cũng như người nhà đó. Thấy mấy anh em ai cũng phấn khởi. Dạ thiệt sự luôn á. Mừng luôn á. Ai cũng phấn khởi hết là đó, anh em ai cũng vui hết. Bữa nay nói chung với anh em rất là mừng. Ai cũng rất là mừng đã được như là chị Hiền và bé được về với gia đình, còn lại là được đi trị bệnh. Mình thấy cảnh là mình nổi da gà luôn á. Thiệt sự luôn á. Mình vui á. Nói chung là nó dở hòa luôn á. Nói chung với anh em mình đến đây rất là vui. Khi là đã cái chòi này mới mốt là không còn cái hình bóng của bé và chị và ông lại nữa. Chỉ còn một cái chòi thông thôi. Đó bây giờ anh em mình đã. Nhưng mà cũng đây. Hơn là ông vừa ăn cá lóc no nê xong rồi mới đi á. Đúng rồi. Vừa ăn cuối cùng đã biết cái chuyện nó xảy ra phải ăn cho no đúng không? Đúng rồi. Cái công lao lớn là nhờ anh. Anh mua cá chứ không mà. Đúng chính xác. Vậy là ông biết ngày hôm nay ông về trời hả? Anh Quy. Dạ. Rồi phải cho ông. Không, hồi sáng ông nói gì ta? Hôm cái này là cũng cuối năm là ngày cuối cùng. Tại nè. Nó cho anh Quy mua cá lóc để cho ông cởi đi cho lẹ lẹ. Còn kêu thêm 2 lon bia nữa chứ. Là hôm qua em nói tự nhiên không biết sao hôm qua em kêu bữa nay anh Quy mua cá lóc đi. Thường anh cứ Quy cứ mua thịt không à. Mua gái mà nam.